Và tiết lộ với tất cả quý vị luôn, năm rồi thì là Lộ Lộ thi solo cùng Bolero một mình. Nhưng mà năm nay thì đoàn đã quyết tâm và dồn hết sức cho hai thành viên của đoàn sẽ thi năm nay, là rất là mong quý vị khi mà hay cái tin này mà quý vị thấy mà chúng em mà khởi động đi đó thì quỷ điên rồi chứ. Trời ơi. Mày khiêng nó vô trong thì tao có cần. Đó quý vị đó. Thì bản thân tắt kêu cô giùm cha đó. Bản thân của giống như phim cái gì, à năm nay đi thi quan hậu hả, quan hậu đưa vật hả. Kính thưa quý vị, thì bản thân của Lộ cũng sẽ cố gắng giúp đỡ các thành viên trong để phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Đặc biệt giống như chị Thảo thì quý vị cũng có thể chất giọng rất là trời phú, cho một cái chất giọng rất là lạ. Thì Lộ cũng sẽ năm nay thì chị Thảo và La Văn cũng là thí sinh của chị Thảo luôn đúng không? Cũng sẽ thử sức ở một cái sân chơi gọi là solo cùng Bolero. Cho dù đi đến đâu cũng vậy, thì cũng rất mong quý vị cũng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh. Giống như năm ngoái thì em đi thi, quý vị cũng cổ vũ rất là nhiệt tình em. Rất là mong quý vị cũng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Dạ Thảo và La Văn quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Còn Phi Thanh Vân thì sắp tới. Quý vị biết ở đâu mà đặt vòng qua nhanh nhanh đặt giùm em một vòng. Thôi gớ cái quần độ mông rồi bà nội. Con quỷ. Cái đó quý vị bằng cái bây giờ. Quý vị nào đã có bé trên tay không mất gì sân, không có đầu giờ số gì nhá. Mấy gì đa, hey, mấy gì đa. Số gì đa, mấy gì đa, số gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Đàn đêm châu pha, người sân, người sân. Đẹp tình đơn cơ, hôn trong trắng cho đời ước mơ. Số gì đây, số gì đây? Dâu nhớt đâu? Đẩy đẩy đẩy. Dâu nhớt đâu? Đẩy đẩy đẩy. Dâu nhớt đâu? Đẩy đẩy đẩy. Dậy đẩy đẩy. Dậy đẩy đẩy. Dâu đẩy đẩy. Phan. Đợi chị. Dạ. Đẩy con số bài. Giống châu pha thiệt luôn à. Cái này mới là giống châu pha. Rồi đánh má hồng thì sao lẹ lên lẹ. Còn người sao?
16 mấy gì đa số gì đa. Mấy gì đa, mấy gì đa anh Cường ơi. Ơi. Sao em thấy cái mình chơi bê đê đi. Không. Sao vậy? Thôi, anh dễ thương quá, đi chơi bê đê đi. Anh là trai thẳng mà bê đê mới biết gì đây. Thẳng thì thẳng, bây giờ mình chơi bê đê, tập từ từ. Tập từ từ. Tập từ từ. Mày vui không? Vui lắm, chơi bê đê từ từ, cái quen vui lắm. Có được gì không? Chơi sao? Chơi sao cho em chỉ ra nha. Rồi, chỉ coi. Mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, chơi bê đê thời nay. Muốn chơi lâu dài, phải chơi có chuyên môn đàng hoàng. Trời ơi, ghê vậy. Chơi từ khi trái thắng đến lúc chuyển thành công. Chơi trọn đời bệnh lâu, bỏ giữa chừng là tẩu hoặc chết nhà hồn. 34, 34, 34 34, 34 mấy gì đây, số gì đây, con 10 gì đây, 10 gì đây, con 10 gì đây. Người ơi hãy đến thăm miền quê tôi Vĩnh Long. Có gì vậy? Dùng đất chính con rồng, xuồng ghe khắp sông. Có ai đang về xin mời ghé thăm. Còn 15, có mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Cái gió đưa trăng, rồi trăng mà đưa gió. Con trăng lạnh rồi gió biết có đưa ai. Có 32, 32, 32, 32, 32, 32. Con số gì đây, số gì ra. Trên sông Tà Giang có một mình nàng lập bản kiêu phu là nàng Lưu Kim Đính. Con số 9, con số 9. Số gì đa. Có con chim nhỏ hót trên cành đa, có ngàn dừa xanh ngã nghiêng la đà. Trần gian ơi, hỡi trần gian ơi, có ta là cá hóa ra thành người. Nữa là đi. Nó bỏ luôn má. Sao con số 8 bỏ luôn má? Sao bỏ gì trong luôn vậy mẹ? Trời đất ơi, móc ra được cho được con số 8 ra nhanh lên. Trời ơi trời, con khùng dữ thức khùng dữ vậy trời. Em chờ có chị ơi, khùng quá chị ơi. Em nó khùng chết luôn. Em bình thường lắm. Cần chị điện gì cho phụ huynh không? Ôi, cùng quá. Em ơi, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ con số 8 đọc dạy quý vị nha. Kính thưa quý vị, và số 8 thì kêu qua có 1, 33. 33 có 2. 41. 41. 60 có 3, 60 hợp lệ. Và xin chúc mừng y chang số 8, 33, 41 và 60, 113, 102. Xin chúc mừng hai chủ nhân. Rồi chúc mừng con nha, con gái nha. Số 8, 33, 41, 60, 101 hợp lệ. Rồi, ba chủ nhân bận dùm ba con Pikachu. Rồi, kính thưa quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn ba chủ nhân may mắn. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít một loại nữa thì đôi đôi còn tân thời. Mình quay số. Còn quay số nữa anh. Dạ, chắc lần đầu phải không? Lần đầu chưa biết. Dạ, có kinh nhiều lần sẽ biết. Rồi, kính thưa quý vị, dạ, chút xíu nữa thì đoàn sẽ thâu lại những cái lá vé mà quý vị đã ghi sẵn, họ và tên kèm theo số điện thoại. Quý vị nhớ dùm lộ là họ và tên kèm theo số điện thoại quý vị nha. Hãy xếp lại thật nhỏ và để trước mặt quý vị. Chút xíu nữa thì bổng đoàn sẽ đi một vòng gom lại, bỏ vào cái thùng Rubik. Sau đó chúng ta sẽ mời một vị khách bất kỳ bước lên bốc thăm trúng thưởng. Ai mà không có may mắn trúng mà lô tô thì có
cơ hội để nhận qua cái giải thưởng bất kỳ quý vị nha. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Hả? Hai hũ nhỏ hả? Trứng gà hả chị? Còn không? Còn, ok. Trời, hồi nãy nói năm hũ sao giờ hỏi còn hoài vậy? Bán đắt quá vậy? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và thương yêu Đầu Lưu Tô Sài Gòn Tân Thời trong suốt thời gian qua. Một lần nữa thông qua kênh livestream em xin cảm ơn quý vị, đặc biệt quý vị tại Úc Châu. Và em mới cập nhật được là hình như là vé đã bán chỉ còn mỗi một đêm diễn thì còn chừng 2-3 bàn nữa thôi. Cho nên quý vị hãy ủng hộ nhiệt tình giùm chúng ta sẽ có những cái xuất diễn hết sức hấp dẫn. Và tụi em sẽ tranh thủ qua sớm để tập luyện để biểu diễn cho bà con mình coi nha. Rồi nhanh chân lẹ tay còn vài lá vé của cái vòng loại áp chót rồi, gần áp chót quý vị. Và còn 2-3 vòng loại nữa thì đoàn đã kết thúc đêm diễn tối đêm nay. Và ngày mai, ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, đoàn cũng sẽ lên đèn phục vụ cho tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị không có về quê mà đang ở lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là quý vị ở gần Rubik thì hãy đến ủng hộ cho đoàn quý vị nha. Thông qua kênh livestream mà quý vị nào ở đi xa đó, sẵn mình đi qua thăm sở thú thành phố thì hãy tới. Từ khi quen anh, em đã bị bối rối. Vì những lúc không nghe anh cười, em đã chỉ còn tin yêu anh mất rồi. Gửi người xin anh chưa về. Rụt trên trời, ngàn hoa lá đắp lên đắng. Đùa thương anh trao em rồi. Thêm yêu thứ ba, rồi một đám cây. Cùng tình ở dài lâu, dù giờ vòng tay em ai. Trong ngôi nhà quan hình như có mà nó leo ra làm em cay hết hồn.
21 mấy gì ra số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra không có đất nước nghĩ ra chứ đâu đình bỏ quên cái áo trên cành là cành cây mây là cành cây mây có 17 là chiếc lá cờ hơn xích lô xin dừng chân